Mỹ hai ngôi sao của Inter Miami, Lionel Messi và Luis Suarez cùng lọt vào danh sách ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa 2024 ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Danh sách 34 ứng cử viên được ban tổ chức MLS công bố ngày 7 tháng 10. Trong đó có Messi, Suarez, câu lạc bộ Inter Miami, Luis o. Acosta, FC Cincinnati, Cucho Hernandez, Columbus Crew và Ricky Quick, LA Galaxy. Mỗi ứng cử viên phải thi đấu ít nhất một phút. Cuộc bầu chọn bắt đầu từ 7 tháng 10 đến 21 tháng 10. Các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ các đội và đại diện truyền thông tham gia bỏ phiếu. Mỗi nhóm có quyền quyết định 33,3% số điểm. Tên người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 10. Trong tuần diễn ra giai đoạn playoff, Messi gia nhập Inter Miami từ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Mùa trước anh cũng nhận được đề cử cho giải cầu thủ hay nhất. Mùa này, thần đạo 37 tuổi chơi 18 trận nhưng ghi 17 bàn và kiến tạo 15 lần, xếp thứ tư trong cuộc đua vô phá lưới. Anh phải nghỉ 15 trận do chấn thương và tham dự Copa America cùng đội tuyển Argentina. Suarez ghi 18 bàn và kiến tạo 7 lần trong 26 trận. Còn Christian Benteke của DC United dẫn đầu cuộc đua vô phá lưới với 23 bàn. Với đóng góp quan trọng của Messi và Suarez, Inter Miami trở thành nhà vô địch supporter siêu 2024. Họ đang dẫn đầu bảng tổng sắp chung hai miền với 71 điểm sau 33 trận. Hơn đội xếp Columbus Crew 11 điểm. Nếu thắng New England Revolution ở vòng cuối ngày 19 tháng 10, Inter Miami sẽ lập kỷ lục mới 74 điểm một mùa. Chính New England Revolution đang giữ kỷ lục với 73 điểm mùa 2021. Ngoài giải cầu thủ hay nhất, Suarez còn cùng đồng đội Matheus Loza tranh giải tân binh hay nhất. Các thành viên khác của Inter Miami cũng là ứng cử viên của nhiều giải khác gồm Federico Redondo và Diego Gomez, cầu thủ trẻ hay nhất, Jordi Alba, hậu vệ hay nhất và Tata Martino, huấn luyện viên hay nhất. Mỗi mùa MLS trao hai danh hiệu tập thể, gồm supporter, siêu cho đội giành nhiều điểm nhất và MLS Cup cho đội thắng giai đoạn playoff. Messi giành được hai danh hiệu từ khi gia nhập Inter Miami, League Cup 2023 và supporter, siêu 2024. Đây cũng là tất cả những gì mà Inter Miami giành được trong 6 năm tồn tại. Mùa trước, họ xếp thứ 27 trong 29 đội và không lọt vào giai đoạn playoff.